xin kính gửi đến quý vị và các bạn, chân dung nhà cách mạng Nguyễn Thái Học và con đường cách mạng của các thành viên Việt Nam Quốc dân Đảng. Ông Nguyễn Thái Học sinh năm 1902, ông mất năm 1930, là nhà cách mạng Việt Nam chủ trương dùng vũ lực lật đổ chính quyền thực dân Pháp, giành độc lập cho Việt Nam. Ông là một trong số những người sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Cuộc khởi nghĩa thất bại ông bị thực dân Pháp bắt và chém đầu ngày 17 tháng 6 năm 1930 tại Yên Bái. Nguyễn Thái Học sinh ngày 1 tháng 12 năm nhâm dần, tức ngày 30 tháng 12 năm 1902, tại làng Thổ Tăng, Tổng Lương Điền, Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay là thị trấn Thổ Tăng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là con cả của cụ Nguyễn Văn Hách và bà Nguyễn Thị Quỳnh. Gia đình ông là một gia đình trung nông sống bằng nghề làm ruộng và dệt vải, buôn vải. Từ 4 tuổi ông đã được cha mẹ cho đi học chữ Hán và năm 11 tuổi ông bắt đầu theo học chương trình tiểu học Pháp Việt tại thị xã Vĩnh Yên. Năm 19 tuổi ông thi đậu vào trường cao đẳng sư phạm Hà Nội và nhận học bổng của chính phủ bảo hộ Pháp. Do tính tình cương trực và không thích khuất phục lối giáo dục của người Pháp, ông bỏ học vào năm thứ ba và sau đó ghi danh học trường cao đẳng thương mại thuộc Đại học Đông Dương từ năm 1925 đến năm 1927. Trong thời gian này, ông tham gia thành lập Nam Đồng Thư Xã, và tiếp xúc với một số sinh viên đồng chí hướng, trong số đó có Phó Đức Chính, sinh viên trường Cao đẳng Công Tránh và Hồ Văn Mịch, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm, hai nhà cách mạng tương lai sẽ gắn liền với cuộc đời cách mạng của ông sau này. Cũng trong thời gian là sinh viên của Đại học Đông Dương, Nguyễn Thái Học đã gửi cho toàn quyền Đông Dương Alexander G. Varen một số bức thư kêu gọi chính quyền thực dân Pháp tiến hành một loạt cải cách tiến bộ ở Việt Nam. Sở dĩ Nguyễn Thái Học gửi những đề xuất cải cách của mình cho Varen vì ông ta vốn là một đảng viên của Đảng Xã hội Pháp người vừa mới tới nhậm chức toàn quyền đã quyết định ân xá Phan Bộ Châu và hứa hẹn nhiều cải cách rộng lớn ở xứ thuộc địa Đông Dương. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời hứa suông và ông ta không bao giờ quan tâm trả lời những bức thư đầy tâm huyết của Nguyễn Thái Học. Hoàn toàn thất vọng về con đường cải cách của chính quyền thuộc địa, Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông đi đến quyết định là con đường duy nhất để mở ra cơ hội phát triển cho dân tộc Việt Nam chỉ có thể là con đường dùng vũ trang lật đổ chế độ thực dân Pháp và chế độ phong kiến thành lập một nước Việt Nam độc lập với thể chế Cộng hòa và thiết lập một nền dân chủ trên toàn cõi Đông Dương. Quá trình hoạt động cách mạng và thành lập Việt Nam Quốc dân đảng. Năm 1927, Tổ chức Nam Đồng Thư xã quyết định ủng hộ cuộc khởi nghĩa Bắc Ninh do quản trạc lãnh đạo. Công việc bị bại lộ, đa số thành viên của Nam Đồng Thư xã bị thuyên chuyển hoặc bị truy lùng phải đào tẩu, chỉ còn lại Nguyễn Thái Học và một số ít đồng chí. Tháng 10 năm này, ông triệu tập số người còn lại và đưa ra ý định thành lập một đảng cách mạng bí mật dùng vũ lực lật đổ thực dân Pháp. Đảng này mang tên Việt Nam Quốc dân Đảng và chi bộ đảng đầu tiên mang tên là chi bộ Nam Đồng Thư Xã do ông làm chi bộ trưởng, gồm các ủy viên Hồ Văn Mịch, Phó Đức Chính, Lê Văn Phúc, Hoàng Văn Tùng, Hoàng Phạm Trân, Tức Nhượng Tống và một số đồng chí khác. Tháng 12 năm 1927, Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức đại hội đảng lần thứ nhất và bầu ông làm chủ tịch tổng bộ đảng kiêm chủ tịch đảng. Dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam quốc dân đảng bắt đầu phát triển rất nhanh chóng để kết nạp tầng lớp trí thức, giáo viên, nông dân, công chức, binh sĩ trong quần máy cai trị với mục đích dùng bạo động lật đổ chính quyền thực dân Pháp, thành lập một chế độ Cộng hòa dân chủ độc lập trên toàn cõi Việt Nam. Đến đầu năm 1929, Việt Nam quốc dân đảng đã thành lập được 120 chi bộ tại Bắc Kỳ với 1.500 đảng viên. Pháp khởi sự tiêu diệt Việt Nam quốc dân đảng. Năm 1929, tại Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ có cao trào mộ phu, đưa dân đi làm phu cho các đồn điền cao su tại các nơi như miền Nam, Biên, Campuchia, Lào, nơi những người phu này trở thành nô lệ cho các chủ đồn điền. Một trong những người mua nô lệ nổi tiếng là Ba Jin tại Hà Nội. Chủ mộ phu người Pháp này chuyên dụ dỗ hay bắt cóc dân đem làm phu lấy lợi. Mặc dù không được sự chấp thuận của Tổng Bộ và Nguyễn Thái Học, ba đảng viên thuộc một thành bộ Việt Nam Quốc dân đảng gồm Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Văn Lân và Nguyễn Đức Lung đã tự ý ám sát Ba Jin vào ngày 9 tháng 2 năm 1929 tại chợ Hôm. Hà Nội. Nhân vụ ám sát pháp khởi sự đàn áp nhằm tiêu diệt Việt Nam Quốc dân Đảng, trong khi cơ sở của họ chưa kịp chuẩn bị ứng phó trước kế hoạch khủng bố trắng của chính quyền thuộc địa. Sở mật thám Bắc Việt được một nội ứng phản đảng tên Bùi Tiên Mai chỉ điểm, đã bắt giam 227 đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng, nhưng không bắt được hai lãnh tụ đảng lúc đó là Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu, chủ tịch ban hành pháp Việt Nam Quốc dân Đảng nhiệm kỳ 3. Sau khi Bùi Tiên Mai nhận diện và đối chứng với những đồng chí tại các phiên tòa hội đồng đề hình, Ban ám sát Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức giết người này vì tội phản đảng và quên lời thề trước bàn thờ tổ quốc. Trên đường hành thích, sự việc bị đổ bể và một đảng viên bị chết, một bị tù cấm cố 10 năm. Hai đảng viên khác, Nguyễn Văn Kinh và Nguyễn Văn Ngọc, khi bị bắt do mật thám tra tấn dã man đã khai báo và chỉ điểm cho pháp mọi đường đi nước bước của các yếu nhân lãnh đạo của Việt Nam Quốc dân Đảng. Ban ám sát Việt Nam Quốc dân Đảng cũng tổ chức giết hai người này, tuy thành công nhưng thêm một số đảng viên bị bắt và hành hình qua các vụ ám sát này. Để xử các tù nhân chính trị này, toàn quyền Pháp Pascu ở quyết định không giao cho biện lý cuộc, nhưng ký nghị định thành lập một hội đồng đề hình để tuyên án và xử tội. Hội đồng này trả tự do cho 149 người và kết án 78 người từ 2 đến 15 năm tù tại các tỉnh Thượng Du Bắc Việt hoặc lưu đày ra côn đảo và mỗi người bị cộng thêm một án 5 năm biệt xứ. Lực lượng của Việt Nam quốc dân đảng bị suy yếu, tổn thất nặng nề và hoàn toàn rơi vào thế bị động sau việc ám sát Ba Bazin. Các lãnh tụ buộc phải tiến hành cuộc khởi nghĩa 8 tháng sau đó để tránh cho các cơ sở đang gặp nguy cơ bị tiêu diệt hoặc tan rã. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Trước tình thế hàng ngũ Đảng có nhiều phản bội, thực dân áp bức gay gắt có chiều hướng đưa đến tan rã, trung tuần tháng 5 năm 1929, Nguyễn Thái Học triệu tập đại hội Đảng toàn quốc tại làng Đức Hiệp, phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, quyết định chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Công việc chuẩn bị chưa hoàn tất, cuối năm 1929 tại Bắc Giang một cơ sở chế bom bị tai nạn phát nổ. Vào đầu năm 1930, người Pháp bắt giữ và khám phá được thêm rất nhiều cơ sở chế tạo bom, đao, kiếm và nhiều đảng viên bị bắt. Trước tình hình nguy cấp, Nguyễn Thái Học triệu tập hội nghị khẩn cấp, quyết định tiến hành khởi nghĩa tại các địa điểm Hưng Hóa, Lâm Thao, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An, Bắc Ninh, Đáp Cầu, Phả Lại và Hà Nội vào đêm mồng 10, dạng ngày 11 tháng 2 năm 1930. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc khởi nghĩa vũ trang sẽ nổ ra trên hai địa bàn chính ở Bắc Kỳ vào đêm ngày 9 tháng 2 năm 1930. Nguyễn Thái Học sẽ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở miền xuôi, trong khi Nguyễn Khắc Nhu và Pháo Đức Chính được phân công chỉ huy cuộc nổi dậy ở miền núi. Gần tới ngày nổi dậy, do cơ sở ở miền xuôi tương đối yếu lại bị đánh phá nặng nề nên không chuẩn bị kịp, Nguyễn Thái Học cử người báo cho Nguyễn Khắc Nhu hoãn cuộc nổi dậy tới ngày 15 tháng 2. Tuy nhiên, liên lạc viên lại bị địch bắt giữa đường. Vì vậy, Cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra ở một loạt các địa điểm từ Sơn Tây, Phú Thọ cho tới Yên Bái vào đêm ngày 9, dạng sáng ngày 10 tháng 2. Tuy cuộc tổng nổi dậy xảy ra nhiều nơi khác nhau, nhưng lịch sử mệnh danh nó là cuộc khởi nghĩa Yên Bái hay tổng khởi nghĩa Yên Bái. Cốt để vinh danh những cái chết hào hùng của các lãnh tụ Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính và 11 đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng ở Pháp trường Yên Bái ngày 17 tháng 6 năm 1930. Quân nổi dậy đã chiếm được một phần đồn binh Pháp và làm chủ tỉnh lỵ Yên Bái trong gần hai ngày. Ngày 15 tháng 2 năm 1930, mặc dù cuộc khởi nghĩa ở miền núi đã thất bại, Nguyễn Thái Học và cơ sở Việt Nam Quốc dân Đảng vẫn quyết định khởi nghĩa ở miền xuôi như kế hoạch cũ. Cuộc vùng lên quyết liệt nhất là ở Phụ Dực, Thái Bình và Vĩnh Bảo, lúc đó thuộc Hải Dương. Sự việc không thành, ngày 20 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Thái Học bị bắt tại ấp Cổ Việt, Chí Linh, Hải Dương. Đền nợ nước Pháp thành lập một hội đồng đề hình để xử các nghĩa quân Việt Nam Quốc dân Đảng. Rất nhiều đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng bị trung thân khổ sai, một số tự sát và bị hành hình như ngày 11 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Khắc Nhu đập đầu tự sát trong ngục thất ở Hương Hóa. Ngày 8 tháng 3 năm 1930, Đặng Văn Lương, Đặng Văn Tiệp, Nguyễn Thanh Thuyết, Ngô Hải Hoàng bị xử chém tại Yên Bái. Ngày 17 tháng 6 năm 1930, Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí bị xử chém tại Yên Bái. Ngày 18 tháng 6 năm 1930, Nguyễn Thị Giang, cô Giang, dùng súng tự sát ở gốc cây đề làng Thổ Tăng, tỉnh Vĩnh Yên nay là tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 7 tháng 9 năm 1930, Đỗ Thị Tâm nuốt giải yếm tự sát trong ngục thất ở Hà Nội. Ngày 22 tháng 11 năm 1930, Nguyễn Văn Toại và bốn đồng chí bị xử chém tại Phú Thọ. Tháng 12 năm 1930, đoàn Trần Nghiệp, hay đặng Trần Nghiệp, tức ký con, và sáu đồng chí là Lương Ngọc Tốn, Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Quang Triều, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Trọng Bằng, Phạm Văn Khuê bị xử chém tại trước cổng nhà tù Hỏa Lò tại Hà Nội. Ngày 23 tháng 6 năm 1931, Trần Quang Diệu, Vũ Văn Giáo, Trần Nhật Đồng và một số đồng chí bị xử chém tại Hải Dương. Ngày 23 tháng 6 năm 1931, Lê Hữu Cảnh bị hành hình trước cổng ngục Thất Hỏa Lò Hà Nội. Năm 1936, Nguyễn Đức Trạch tức sư Trạch tự sát tại ngục Thất ở Huy An thuộc Pháp. Sau khi hành quyết một số lãnh tụ và nghĩa quân của Việt Nam Quốc dân Đảng tại Yên Bái, Pháp cho chôn chung một mộ tại thị xã Yên Bái, cách ga xe lửa độ một cây số và cho lính canh giữ đến cuối năm 1930. Năm 1945, quân đội Việt Nam Quốc dân Đảng chiếm đóng Yên Bái, cho trùng tu mộ phần của 17 vị anh hùng và lập đền thờ kỷ niệm. Khu mộ này sau được nhà nước Việt Nam trùng tu và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa tại quyết định số 177 văn hóa quy đề ngày 5 tháng 3 năm 1990. Tên ông được dùng đặt tên nhiều đường phố và trường học tại Việt Nam. Trong cuộc hội thảo ngày 24 tháng 12 năm 2003 tổ chức tại quê hương ông, các nhà khoa học đã đề nghị Đảng và Nhà nước tôn vinh Nguyễn Thái Học là anh hùng dân tộc. Giai thoại Theo Tế Xuyên thì khi Nguyễn Thái Học vào thi bằng thành trung thì đề tài bài thi là sự nghiệp của Ruth Ferry. Nguyễn Thái Học viết trả lời vỏn vẹn có một câu, người Việt Nam không hề biết tên người này. Không lạ gì khi ông bị đánh trượt xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi